Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Kalongdale F7, một dòng xe gọi là siêu phẩm trong cái tầm giá dưới 7 triệu đồng, 6 triệu đến 7 triệu loanh quanh. Thì đây là một chiếc xe mang cái thương hiệu cực kỳ là tốt của Mỹ, thương hiệu rất là đẳng cấp, và các bác chơi xe thì không thể nào mà không biết đến cái thương hiệu này. Và xe thì được sử dụng một bộ group chuyển động Shimano Alivio. Đấy, bánh là 26 inch bi vòng cối lổ. Đấy, form dáng khung cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn trên hình đây. Khung rất là đẹp, thương hiệu Kalongdale F7. Thì chiếc xe này được sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Sản xuất Đài Loan xuất Mỹ. Đây, nó có cái tem mít trên tay còn dưới khung này. Đấy, sản xuất Đài Loan và xuất sang thị trường Mỹ. Đấy, sử dụng một bộ chuyển động Alivio với 8 tầng líp. Ở trên này là 3 tầng đĩa. Cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Khung gióng cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn thấy trên hình đây. Nước sơn các thứ là nguyên bản và sơn xi được còn rất là mới. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về. Nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn lại thì tổng thể xe đây. Tất cả toàn bộ các thứ là còn là rất là ok. Từ những cái bộ chuyển động này rất là trơn tru. Cực kỳ trơn tru, đi vòng cối lổ. Cối lổ của Logatech các bác nhé. Bộ vành bánh là 26 inch, sử dụng bản lốp nhỏ. Đấy, cho các bác đi được những cái địa hình như là địa hình ô ghe cũng được, nhau núi cũng được, mà đi thể dục thể thao ở trong đường phố cũng rất là tốt với cái bản lốp này. Đây là một cái lốp CST chính hãng của Mỹ. Cái lốp này rất là khó kiếm các bác nhá. Một bộ lốp vành nhỏ. Vành được sử dụng là vành của Alexi, cũng là một loại phụ tùng rất là tốt của Mỹ. Toàn bộ xe thì được sử dụng những cái phụ tùng rất là ngon, trong cái tầm giá đang bán là 6.800.000. 6.800.000 đổi lại các bác được một chiếc xe thương hiệu rất là tốt này. Khung tài quan xuất Mỹ. Đấy lắm lại còn Propam này. Các bác chơi xe thì cũng biết là cái thương hiệu Propam này. Cầm rất là sướng tay. Và một bộ ghi đông cong hỗ trợ đổ đèo rất là tốt. Bác đi mà ở những cung đường đồi dốc này thì cái loại tay cong này nó tạo được cái cảm giác lái rất là an toàn. Phanh dầu Shimano, trang bị bộ phanh dầu Shimano và một cụm tay bấm xả cũng của Shimano với 8 speed này, 3 đây tương 8 lít 3 đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Rất là đẹp, một chiếc xe khung gióng cực kỳ đẹp, giảm sốc đến từ Santua, SR Santua, đây là XCM, giảm sốc dầu. Vành bánh trước cũng Logatech bi vòng. Với cái mức giá 6.800.000 thì em nghĩ đây là một cái lựa chọn mà có thể nói là ngon nhất trong tầm giá này. Rất nhiều option tốt, khung xe các thứ này, rất là đẹp. Kalongdale F7. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m60 263 đến 7273 thì phù hợp. Đó, chúng ta đi video. Động các thứ là còn cực kỳ đậm đà.
rất là mượt mà. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 109 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.